bạn đang muốn tìm mua cho mình một chiếc xe ô tô nhưng kinh phí lại không cho phép? Hãy đến với công ty 34 Phần để tìm cho mình những chiếc xe ô tô đã qua sử dụng giá rẻ mà chất lượng lại tốt. Nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng khu vực miền Bắc, công ty 34 Phần Việt Nam mở trụ sở chính sàn giao dịch số 470 trên đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. Trụ sở nằm ở phía tây thành phố trên trục đường quốc lộ 5 hướng Hà Nội, Hải Phòng. Từ đường 5 rẽ qua cổng chào khoảng 200m vào trung tâm thành phố trên trục đường Nguyễn Lương Bằng, chúng ta đã thấy sàn giao dịch 34 Phần miền Bắc. Với diện tích hơn 1.000m², có sức chứa gần 100 xe đủ chủng loại từ 4 chỗ đến 12 chỗ ngồi, chúng tôi nhận mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các loại xe ô tô đã qua sử dụng. Hiện tại trụ sở công ty đã có hàng chục đầu xe các chủng loại, mẫu mã phong phú, đa dạng. Công ty cổ phần 34 Phần Group thành lập từ năm 2015 và ngay từ những ngày đầu, công ty đã có những cái định hướng phát triển về lĩnh vực xe ô tô cũ là kết nối và mua bán, phải đảm bảo uy tín, chất lượng cũng như là cái giá thành. Thì công ty đã xây dựng một cái đội ngũ nhân viên cũng như là thành lập các chi nhánh, các đơn vị kiểm định. Tính đến thời điểm hiện nay thì công ty đã có trụ sở chính 34 Phần miền Bắc tại địa chỉ 470 Nguyễn Lương Bằng. Và trong tương lai thì trong năm 2020, công ty sẽ triển khai trụ sở của 34 Phần miền Nam cũng như 34 Phần miền Trung. Thời điểm hiện tại thì công ty đã có 5 chi nhánh, gồm chi nhánh khởi nguồn đầu tiên là chi nhánh 34 Phần Hải Dương, nằm tại số 1 đường Thanh Niên ở cạnh khách sạn Trường Thành, cùng một số các cái điểm bãi xe cũng như là showroom trong phạm vi tỉnh Hải Dương, các bãi xe tải hoặc xe khách. Sàn giao dịch 34 Phần miền Bắc đặt tại 470 Nguyễn Lương Bằng sẽ quản lý tất cả các chi nhánh 34 Phần ở các tỉnh phía Bắc. Với phương châm là công khai, minh bạch, định hướng của tương lai của công ty sẽ triển khai là sàn ô tô 34 Phần miền Bắc, sàn ô tô 34 Phần miền Trung, sàn ô tô 34 Phần miền Nam và sàn ô tô 34 Phần xe khách và sàn ô tô 34 Phần xe tải và xe chuyên dụng. Chúng tôi tin tưởng rằng với cái đội ngũ nhân viên cũng như là chuyên gia về kỹ thuật, lành nghề thì công ty 34 Phần Group sẽ mang đến cho khách hàng có nhu cầu mua bán xe ô tô những cái sản phẩm về xe cũ, chất lượng và công khai, minh bạch cái hồ sơ xe, đáp ứng cái nhu cầu mua bán xe ở thời điểm hiện tại đang nhu cầu rất là lớn của toàn xã hội. Thì ngoài ra cái diễn đàn 34 Phần của công ty cổ phần 34 Phần Group đang có rất nhiều thành viên, gồm tất cả các lĩnh vực liên quan đến xe ô tô, thì chúng tôi cũng luôn tư vấn cũng như là đón nhận những cái thông tin mà khách hàng yêu cầu cần giải đáp về bất kỳ lĩnh vực gì liên quan đến xe ô tô. Cảm ơn anh chị đã theo dõi cũng như là ủng hộ. Thì tất cả các cái kênh truyền thông của công ty gồm các page, các diễn đàn, các group cũng như là các cái kênh YouTube đã đưa truyền thông cho anh chị và các bạn, thì anh chị sẽ đăng ký và theo dõi hệ thống. Vâng, xin cảm ơn. Khoảng chục năm trước đây, việc tìm mua xe ô tô cũ là rất khó khăn, bởi thời điểm đó xe cũ còn khan hiếm và không có nhiều lựa chọn cho khách hàng. Tuy nhiên hiện nay, cùng với sự tăng trưởng chóng mặt của thị trường xe mới, thị trường ô tô cũ tại Việt Nam cũng đang ngày càng sôi động với số lượng giao dịch liên tục tăng và đa dạng từng ngày. Ngay trong buổi lễ khai trương cơ sở, rất đông khách hàng có nhu cầu tìm mua xe cũ đã tìm đến và đã có 2 giao dịch thành công. Dự kiến năm 2020, công ty 34 Phần Việt Nam sẽ mở thêm trụ sở giao dịch tại khu vực miền Trung và khu vực miền Nam. Với phương châm tận tình, chu đáo, uy tín, chất lượng, công ty 34 Phần Việt Nam sẽ mang đến sự hài lòng cho quý khách. Công ty 34 Phần Việt Nam, địa chỉ tin cậy của mọi nhà.